Alo 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 hình như con cạp mình tôi đã làm gì đó làm nó hư rồi, trời ơi, nên giờ máy tôi lắc lắp mọi người ơi. Vậy nên đăng ký kênh để tôi được bật kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền để có máy tính viết và làm những clip chất lượng hơn nhỏ. Năm Lắc qua đây mọi người có thể thấy card màn hình của tôi đây, cũng như là CPU RAM đấy, 12 CPU, đủ 12 CPU luôn. Tôi đã lỡ cài cái cục quầy gì đó gọi là hư luôn rồi, tôi sẽ từ đây sẽ không được chơi giả lập chăng. Từ máy tính đang cùi đã muốn nâng cấp lên VIP, ai ngờ nó còn cùi hơn nữa. FPS mà không nổi được 60 chắc đập máy. Hiện tại tôi đang sử dụng một con card rất cùi 30 FPS, bây giờ có làm cái gì mà không lên được đâu. Máy tính của tôi đi từ đây tôi phải sửa nó lại. Vậy nên tôi sẽ off một hồi lâu.